Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, hôm nay ekip Yêu Cây đang có mặt tại vườn của em Đức ở Yên Phong, Bắc Ninh. Đấy. Hôm nay là Yêu Cây về quê đấy. Anh chào em nhá. Vâng, em chào anh. Ôi trời ơi, Đức ơi, dạ. Cây gì mà lại nhiều quả này sẽ... Cây xanh anh Thọ à? Xanh à? Vâng, cây xanh. Đấy, nói là... Cái quả nó đẹp nhỉ Đức nhỉ? Vâng, nó đang độ chín mà thì em vặt lá ra chơi nó mấy hôm thì không thể bảo có lá thì nó lại... Và cả năm nó mới già được lần thì mới đến độ lá già rồi thì thôi mình vặt ra mình chơi nó mấy hôm. Em ơi, chất xanh này là chất xanh gì mà quả to nhỉ? Vẫn xanh Nam Điền anh à? À, xanh Nam Điền à? Vâng. Thế cây này chắc phải già lắm ấy nhỉ? Cái này. Cây này của em nhìn già khô luôn này. Vâng, cây cũng già cây rồi anh. Em sở hữu cây này lâu chưa? Em mới mang về được một tuần anh Thọ. Ồ. Cây bộ bệ đẹp này. À, cây này còn có tử nữa. Vâng. Nó cũng đẹp. Có cái con tử bên này. Cây già mốc hết rồi em nhỉ? Vâng. Già đến tận chi răm. Nhưng nhìn cái bộ quả phê quá. Vâng. Em chắc vườn nhà mình cũng giao lưu thường xuyên đấy chứ hả? Vườn em vẫn giao lưu thường xuyên anh Thọ à. Cây này anh em cộng đồng Yêu Cây muốn sở hữu thì em báo giá thế nào? Cây này em giao lưu 40 anh Thọ ạ. 40 triệu. Vâng ạ. Một tác phẩm xanh. Cây xanh này là cây xanh hoàn thiện đấy chứ đúng không? Vâng, xanh hoàn thiện rồi. Bộ răm lắm rồi. Cây này nếu mà để mà hoàn thiện bộ răm này chắc là em nghĩ là nó phải tầm 20 năm đổ ra ấy, vì bộ răm nó đã già đã mốc như này rồi thì không thể dưới 10 năm được. Trông nó chun rụt nhỉ? Vâng. Cái bộ răm này này. Vâng, bộ răm nó đã già như này rồi nó phải tầm cỡ 20 năm. Ấy. Đây quý vị xem. Vâng, nó lên tận ngọn rồi. Trông từng cái răm là nó chun rụt, nó khỏe lắm. Đây chắc là người ta cũng giật ra giật vào nhiều này. Đúng không? Vâng. Này, đây này từng cái chân răm quý vị này. Nó lên địa y đến tận chân răm rồi. Cái này của em già đấy. Vâng. Có 40 triệu em? 40 triệu anh ạ. Có ship không em? 40 triệu nếu mà anh em ở gần bán kính tầm độ 50 cây thì em miễn ship, em chở ô tô đến luôn. À. Ship thoải mái, còn nếu mà xa hơn thì thôi thì tùy điều kiện anh em thỏa thuận. À. Vâng. Đẹp quá. Ok em, anh gần thấy ở vườn em có một cái đôi long nhỉ? Vâng. Đôi long lùn. Hình như là long này, hình như trước nó là cây long hoàn thiện rồi đúng không em? Vâng, cây này là cây một đôi hoàn thiện rồi, em về em xé ra đấy. Xé ra? Vâng. Em ơi, cái cây cây long này cao khoảng bao nhiêu nhỉ? Dạ, cây long này nó cao tầm 80 phân anh Thọ. 80 phân à? Vâng. Trước là nó hoàn thiện hết rồi, nó là bông tán đĩa. Tán to đấy. Xong bắt đầu em thu về để làm bonsai đúng không? Vâng, em thu về em xé bông ra làm cho nó hợp với lối bây giờ, lối chơi của anh em bây giờ. Đây là quý vị và bạn Đức là bạn có một đôi nhé. Vâng. Quý vị nhé, một đôi khoảng gần như tương tự giống nhau. Đôi nó kích thước đều nhau. Đều nhau đấy. Đấy. Rất đều nhau. Cái bộ bệ này trải quá nhỉ? Vâng, bộ bệ trải đẹp. Đây chúng ta sang ngắm cây long lùn thứ hai trong bộ đôi này. Về cơ bản về hình dáng bên ngoài nó giống hệt nhau quý vị ạ. Vâng. Giống hệt nhau.
Để mà form thì nó 19-10 đấy anh ạ, anh Thọ ạ. Nó 19-10, chiều cao thì nó như nhau, độ già nó như nhau. Chiều cao chắc là em mọi người làm người ta đã khống chế rồi. Dạ. Thì nó cơ bản là nó giống nhau. Em ơi, đôi long này thì em giao như nào em? Đôi long này em giao lưu với giá là 90 triệu. 90 triệu. Vâng ạ. Ok. Nói chung anh phát hiện ra đây em có một đôi đôi này là đôi song thụ à? Cũng gọi là phu thê được ạ. Phu thê. Em gọi phu thê đấy. Hình như là cây này nó cây nằm trên chậu nâu, nó tràn chậu đúng không? Xong em vâng. Em đặt cái chậu con lên cái chậu to này đúng không? Đúng rồi anh Thọ ạ. À. Nó trước là nó ở cái chậu khác, em mới the nó sang cái chậu này. Trước là ở cái chậu xi măng thì mình có điều kiện hơn cho nó sang cái chậu tàu. Một đôi. Cái này em vẫn nuôi, muốn nuôi thêm cái phần này cho nó diễn ra thành một bông đúng không? Một bông gọi là một cái cây hoành là đường hoành chứ. À, nó ra đấy em đường, muốn làm thêm một hai bông nó rõ. Ừ. Muốn muốn cái đường hoành nó bay xa hơn đúng không? Vâng, bay xa hơn một tí. Và em nuôi thêm một cái mầm đây, em làm thêm một bông đỡ nữa ấy. À. Thì tại vì cái khoảng trống ở đây nó hơi cao. Đấy. Em chọn một cái mầm em làm thêm bông đỡ. Cây của em 80-90% rồi. Vâng. Anh chỉ có phát triển nó hơn lên thôi. Vâng. Cao. Nâng tầm nó lên thôi, còn cây này về cơ bản là cũng là cây chơi được rồi. Vâng, cây này cũng là cây chơi được rồi, còn bây giờ thì mình sửa sang cây này đâu. Em giao lưu với cộng đồng yêu cây nào em? Cây này em giao lưu 25 triệu anh Thọ. Ừ. 25 triệu. Song thụ. Đây là xanh Nam Điền hết nhỉ? Vâng, vườn em là đa số là xanh Nam Điền hết anh Thọ. Xanh Nam Điền. Ok em, xin cảm ơn Đức nhá. Dạ vâng. Đã bớt chút thời gian này giao lưu với lại cộng đồng yêu cây. Vâng, vâng. Đặc biệt là tạo điều kiện cho kênh yêu cây được review những cái tác phẩm của vườn em. Dạ. Để truyền tải cộng đồng yêu cây và đặc biệt là em rất là rõ ràng. Dạ, vâng ạ. Báo giá cho anh em, anh thấy cái giá rất là hợp lý. Vâng ạ. Nếu anh em nào mà yêu mến các cái tác phẩm của em Đức ở Yên Phong, Bắc Linh thì chúng ta có thể là mời quý vị và các bạn đến vườn của em Đức. Em ơi, địa chỉ nhà mình đây là đâu em nhỉ? Địa chỉ của em là Chác Bút, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, anh Thọ à. Cái gì bút? Chác Bút à. Chác Bút à? Vâng, thị trấn Chờ. Thị trấn Chờ. À, chúng ta chỉ cần nhớ thị trấn Chờ thôi. Vâng. Đấy, Yên Phong, Bắc Ninh. Và em xin phép để số điện thoại của em Đức ở phần tiêu đề cũng như là mô tả video. Quý vị và các bạn có thể giao lưu với lại em Đức qua số điện thoại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn và tiếp tục giao lưu với em Đức ở video tiếp theo.